Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cùng với các bác một chiếc xe đua carbon, full carbon đến từ thương hiệu của XDSRC1. Đây là một mẫu xe đua chuyên nghiệp với sử dụng nguyên bộ group của 105 và Tiagra. Vâng, full carbon các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc XDSRC1 màu xanh đen. Em đánh giá chiếc xe này rất là mới, trên 90%. Màu xanh đen có những vết đường chỉ sơn trắng này, rất là hài hòa, rất là khỏe xe các bác nhé. Tất cả đồ đều về theo xe và nguyên zin, khung carbon. Xe rất là nhẹ các bác nhé. Đánh chỉ dưới 10 cân thôi. Cầu yên carbon, cầu yên nguyên bản của XDS các bác nhé, cũng phối 3 màu như khung xe, rất là hài hòa, khỏe. Cầu yên dẹp, giảm tối đa sức cản của gió các bác nhé. Trên đây là yên, có thể thấy yên rất là mới, hầu như chiếc xe rất ít đi. Yên nguyên zin của XDSRC. Trên khung xe có ghi là size 51 các bác nhé, của các bác từ 1m63 đến 1m75. 1m73, 75 có thể đi vừa chiếc xe này. Để càng sau của xe. Đây một mã vạch. Mã vạch của xe, mã vạch chính hãng. Có thể thấy đây XDSRC1. Vâng. Đùi đĩa cao cấp của FSA và đĩa của Tiagra, của Shimano Tiagra các bác nhé. Vẫn là dây âm sườn cao cấp. Những chiếc xe cao cấp thì thường được đi dây âm sườn. Cả trên dưới đều đi dây âm sườn các bác nhé. Phía trên đây là ni lông cổ phốt nguyên bản của XDS. Có thể thấy đây, cả tiếng lông đen đều có chữ XDS. Phanh ba mảnh của Techtro. Vâng, và đây là bộ tay lắc của Shimano Tiagra 10 tốc độ. Tay lắc bên lip 10 tốc độ. Bên đĩa 2 tốc độ, cho xe 20 tốc độ thay đổi. Và củ đề là 105 các bác nhé. Củ đề 105. Chỉ riêng chiếc xe này mới được trang bị củ đề 105. Đây là về nguyên zin xe là như này các bác nhé, chứ không phải line. Củ đề 105 và bộ tay lắc là của Tiagra. Xe được sử dụng hai bộ cấu hình. Căm thì người dùng trước đã nâng cấp cho một bộ phản quang ở căm xe, giúp các bác đi như đứng đường tối tránh nguy hiểm. Càng carbon, càng carbon của XDS nguyên zin, hình thức càng còn khá là mới thôi nhé, hầu như rất ít vết xước ở chiếc xe này.
Phía bên dưới khung xe thì có chữ đây, RC1 Carbon. Vành nguyên cặp của XDS, DRC. Thông số lốp là 700 × 23 các bác nhé. Đây các bác thể thấy thông số lốp 700 × 23. Một lốp rất thông dụng, rất dễ thay thế. Đây bộ vành sau, khăm sau của xe đây cũng có phản quang. Lốp Maxxis 700 × 23 của đời 15 10, líp 10 các bác nhé. Líp và xích thì nguyên bản theo xe khá là mới, vẫn dùng được, vẫn xích và líp còn rất là tốt. Về phần sau, nói như em nói bây giờ rồi thì có chiều cao xe đứng là 51 các bác nhé. Trên 1m63 đến dưới 1m75 đi vào chiếc xe này. Rồi em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Sử dụng bộ lít 10 tầng phủ đề của 1.5 và chuyển động rất là tốt các bác nhé. Xuống lít phía bên tay phải em là bên đĩa, đùi giữa hai tầng của FSA, gặp đĩa của Tia rồi ra, rồi chuyển động rất tốt. Vòng phanh, phanh ba mảnh. Vâng, và vừa giới thiệu xong chiếc XDS RC1, một chiếc xe full carbon được sử dụng cấu hình của 1.5 và Tiagra. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc 7/1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất. Các bác thích video hãy ấn vào nút like. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.